À, đây là cái bộ rầy máng của chuột lùa quay nhá. À, đây này. Bên mình á, hiện tại á, cũng vẫn đang làm rất nhiều cái rầy máng này sẵn cho các bạn, để các bạn về các bạn gắn vô cửa chuột quay nhà các bạn nhá. Các bạn trong nghề nhiều khi các bạn chưa có biết làm cái rầy máng này, thì mình cung cấp cái phụ kiện này. Đây là bộ phụ kiện của nó này, mình đang làm để giao cho các tỉnh này. Đó, còn nó có hai loại nha. Một loại á, là mình chỉ bó gọn như vậy thôi. Cái loại này loại này đơn giản này, là chỉ có máng rầy và máng rầy bánh xe rồi thôi, chốt thôi, chốt âm chốt bi rồi thôi. Còn lại một loại nữa là mình sẽ làm mà có cả cái đố. Thì cái loại này á, là không có cái đố, tức là còn một loại nữa mình làm cái đố ngang ở trên, đố ngang trên dưới, các bạn về ngành cắt cái đố đứng thả vào là xong. Thì cái đó các bạn cho mình kích thước là mình sẽ làm cho. Còn cái này á, mình làm như vậy di chuyển cho các tỉnh, đi các tỉnh rất là dễ. Và khi các bạn đặt cái này á, về nhà mà không biết cách lắp đặt sao á, thì mình gọi điện video cho mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp đặt luôn nha. Đó, đây nè, bên mình vẫn đang làm rất là nhiều. Đây cửa inox luôn nè, cửa inox này là hậu vẫn đang làm nè. Đó, một bộ inox chuột quay luôn, inox xin sư chuột quay nha. Bộ này anh em hóng kết quả hậu lên rất đẹp luôn nè. Đó, rất đẹp luôn. Rồi đây cũng là chuột quay luôn nè, chuột quay luôn nè. Đây cũng là chuột quay luôn nè. Đó, đây cũng vẫn là chuột quay nha. Thì bên mình có hai loại phụ kiện chuột quay cho các bạn. Một là chuột quay có cây đố trên dưới. À, các bạn về cắt cây hai cái đố bên hông là làm lên cửa. Còn cái loại thứ hai là cái loại chỉ có phụ kiện thôi, không có cái đố trên dưới nha. Các bạn chọn loại nào thì mình làm cho các bạn loại đó. Còn một loại nữa, nếu các bạn muốn yêu cầu làm nguyên một bộ cửa chuyển về, hoặc là lên cánh cho các bạn hết chuyển về, các bạn vô CNC tự, vô CNC tự làm hoa văn, thì các bạn cứ inbox cho mình cũng vẫn làm được nha. Ok, cảm ơn các bạn nha. Ui giời ơi, bộ đồ trắng này, ui giời.